Đây, React Native nè, các bạn thấy không? Toàn JavaScript không? Đóng nha. Rồi, tí nữa ai mà cần điểm danh nữa thì nhắc cô nha. Ok. Cô tắt bớt đi, nó nhiều quá. Ok. Demo Firebase quá trời có đất. Cái này cái gì? Quá trời định vị người dùng. Cái gì á? Rồi. Ok. Ta quay lại cái bài hôm bữa nha. Hôm bữa ta làm đến đâu rồi này? Thứ nhất là ta làm được cái list view. Bây giờ chạy lại cái này ha. Chạy lại. Chưa Anh nào chưa bạn? có hai chưa có hai cái đó đâu cô ơi. Không, cái này là của cái khác. Cái này là cô đang chạy cái quản lý sách. Bữa trước cái phần ôn tập của cô là LT 15201 luôn á. Đâu rồi? Thì 12 tháng 2, 11 tháng 2, 10 tháng 2. Ôn tập anh là nâng cao 1 năm 2 đây, nhìn đây được chưa? Đấy, bữa trước là ta đang làm cái này. Đây cô làm cái, đây là assignment ha. Thì bây giờ cô hướng dẫn các bạn làm cái cuốn sách. Thì cô demo cái mà demo quản lý sách ha. Chạy được đến đâu rồi? Đến đây rồi. Ok. Được chưa? Rồi bây giờ cô muốn nhấn cái add nè. Add này nó sẽ mở ra một cái activity để cho phép các bạn thêm mới dữ liệu vào. Thêm mới dữ liệu vào. Mà dữ liệu này hiện tại các bạn lưu ý cho cô là dữ liệu hoàn toàn là fix cứng. Dữ liệu này không ở trong database. Dữ liệu này là fix cứng. Đấy, cho nên là khi các bạn mà thêm dữ liệu vào, các bạn thoát ra, các bạn vào lại thì cái dữ liệu đấy bị mất, chỉ có dữ liệu này nó tồn tại thôi. Ok. Tại vì cô viết code cứng ở trong code đó. Được chưa? Thì bây giờ đây cô sẽ hướng dẫn các bạn là cách lấy cái icon này. Cái này cũng nhắc lại luôn để các bạn theo dõi nha. Icon dấu cộng đây để các bạn thêm nhé. Đây, các bạn vào Android. Các bạn mở cái REST. Mở cái REST. Nó hơi chậm. REST. Drawable. Các bạn click chuột phải. New. Các bạn chọn cái vector asset. Okay. Chọn cái này, các bạn chọn clip art. Đây, ở đây các bạn search là add chẳng hạn. Đấy, chọn dấu cộng ha. Ok. Màu 2424 nè. Màu cô để màu trắng, tại vì cái màu đỏ thì chỗ này cô sẽ để màu trắng. Đó là F F F F 2456 choose x. Trời ơi, sao click đúp luôn, hình như chưa được đó các bạn. Xin lỗi nha, tại vì khi nãy cái chuột của cô nó click 2 lần đó. Đây. Add nè. Hai chục mấy rồi, Ơi. Ok. hai chục mấy. Biết rồi, cảm ơn em gợi ý. Hoặc các bạn kéo lên luôn nè. Đấy, đó là FF luôn. Choose.
chưa, màu trắng nha. Đó, cộng nha. Đặt tên à. Cô bỏ mấy cái này đi. Cô để cái IC add thôi. Next. À, các bạn add vào rồi, bộ finish. Đây. Thì cái này các bạn khi thêm vào cái sách, quản lý sách đây, chỗ này các bạn thêm cho cô cái src. src là roi bồ id ok. Đấy, thì cái chỗ này nó sẽ có cái dấu cộng, chỗ màu đỏ đây nè, đầu mất tiêu đây, có dấu cộng đây, màu trắng đây, đúng không ạ? Ok. Rồi vấn đề là khi click chuột dấu cộng này, cô sẽ mở ra một activity mới. Thì có nhiều cách để các bạn làm. Thì có thể là các bạn cái gì đấy ạ? Có thể là mở ra các bạn thêm này. Thêm này, các bạn có thể là tạo ra một cái quản lý sách activity này. Activity này. Hai là các bạn có cái thêm mới, thêm sách activity nè. À, hoặc thay vì activity các bạn có thể dùng cái alert builder. À, giống như cái mua đồ á, giống như cái dialog á ha, cái dialog. Đấy. Để các bạn mở ra một cái dialog. Ok. Đấy. Hoặc là các bạn để chung, nhưng mà không ai để chung cả, để chung nó kỳ lắm. Thì bây giờ cái alert builder ta sẽ nói sau ạ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn thêm sách thông qua cái activity. Thì bây giờ cô sẽ tạo thêm một cái activity để tôi thêm sách, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn click chuột vào cái Java. Đây, cái activity để ngoài ha. New một cái activity. Đó, cái này empty. Ok, cái này cô để là thêm sách activity. Rồi, chờ xíu ha. Để cô coi nè, có gì mà đóng được cô đóng nè. Nó hơi bị nặng á. Zalo nè. Hết rồi, chả có gì. Thấy cái này nặng nhất thôi. Mà không muốn đóng. Rồi. Ok. Rồi cái thêm sách này cô sẽ tạo cái giao diện cho nó. Cái này cô sẽ đổi nó thành là các bạn muốn để relative cái sách của Lên cô đi giờ này. linear linear Lên mã tên ngày mã, cái này là sẽ là một cái spinner nhá, một cái danh sách sổ xuống ha. Chưa, mã tên ngày xuất bản thích linear linear layout orientation ok vertical. Cái này cô sẽ để một cái text view ok. Match parent, match wrap content, wrap content. Ok. ID, à cái này không cần ID, chỉ cần để cái tag thôi. Là Em sắp thêm sách, đúng rồi. Ok. Cái này các bạn để style cho nó là text size. Text size là 25 SP
color, ví dụ như là red chẳng hạn. Màu gì? Color dark shadow. Android color holo red duck, orange duck đi cho đẹp. Text style bold, ok. Đấy thì nó sẽ là đây. Con này rồi, căn giữa lưu ý nè. Khi căn giữa thì nếu mà các bạn mà căn giữa và muốn cái này ra giữa thì nó cái text ra giữa thôi, cho nên ở đây các bạn để cho cô là cái alignment, text alignment đó, để center thì cái text này căn giữa đấy, text nó sẽ căn giữa. Thêm sách này thấy chưa. Rồi Marine Top hơi bị dài ha. Marine Top Này cô bấm vô chữ review anh Thanh bên phải cho nó dễ dàng, còn cần bấm qua kia làm có biếng, nút review bên cạnh màn hình ở dưới đúng không? làm biếng đó, ok rồi đồng ý rồi. Đó margin cái này để cho nó đẩy đẩy tí khỏi cách sát quá ha. Rồi xong, sơ sơ vậy thôi cho các bạn nhớ, cô cố tình cô làm cho các bạn nhớ thôi. Ok rồi, bây giờ cô sẽ làm tiếp là cái edit text. Edit text cũng match parent về ngang, chiều cao thì grab content. Cái này là phải có ID ấy nha. ID ID là mã sách. Edit text TXT mã sách. Ok. Rồi. Margin. 5 dp đẩy lên đẩy xuống cho nó khỏi. Ok xong. Ok rồi, hint lời nhắc ha, để là nhập mã sách để các bạn có cái lời nhắc mà màu xám xám ở bên này nè, khi click chuột gõ thì cái màu này nó mất, cái chữ này nó mất. Rồi cái này có copy. Edit text này là cô sẽ copy dành cho cái là tên sách. Đấy. Rồi nhập tên sách chưa. Rồi còn gì nữa không, mã sách tên sách. Ngày xuất bản, ngày xuất bản thì cái kiểu date của nó có cái date picker. Date picker này thì giới thiệu sau tại vì nó cũng tương đối mất thời gian nha các bạn. Nhưng mà học đến cái phần là Android, giao diện Android thì các bạn sẽ được làm bài về cái date day picker này. Đấy, nhưng mà cho nên chỗ này cô sẽ không có hướng dẫn thì mất thời gian lắm. Đây, giờ mà có code thì copy luôn thôi, ngày xuất bản. Đó. Nhập ngày xuất bản và các bạn bỏ cái chữ nhập đi cũng được, thôi bỏ kệ nó đi, không muốn sửa nữa, sửa mất thời gian. Rồi còn cái cuối này nè, cái cuối cùng là mã loại sách này nè, là các bạn để cho cô là cái spinner. Đây các bạn để cho cô cái spinner, spinner. Cái này là để match parent luôn, để cho nó dài ra. Wrap content. Đấy, nó dài ra. Đấy, nó là cái spinner này nè. Click chuột này nó sẽ sổ xuống. Chưa? Cái này cũng phải có ID. Ok. Là TXT loại sách, mã loại sách. Chưa? Đó. Ok. Cũng để cái margin.
margin để nắm DP để nó tách ra. Ok. Rồi. Bây giờ ở phía dưới của cái này cô sẽ để một cái layout khác để cô có nhập và xóa ha. Nhập và hủy bỏ. Ok. Thì ở đây cô sẽ thêm một cái layout là cũng một cái linear layout nữa. Linear layout. À, cô để là cái chiều ngang sẽ là match parent. Chiều dọc sẽ là wrap content. Đấy. Ok, đóng cái này lại. Thì cái này nè. Linear này các bạn để là orientation để là horizontal là theo chiều ngang. Và các bạn để cái margin top là để khoảng 10 dp. Ok. Đẩy xuống ha. Rồi đây, đẩy xuống. Bây giờ ta sẽ để trong này là hai cái button. Button. À, các bạn để là width để là match parent. À, cái này để là wrap content hay. Và cái này các bạn để cái weight layer weight để bằng 1. Ok. Đấy, cái này phải để ID ha. ID là button. Button là lưu để cái tag là lưu thêm mới. Ok, cái này là thêm. Đấy. Rồi cái button thứ hai ta copy thôi. Đổi cái ID là button là nhập lại. Đấy. Nhập lại. Thì khi các bạn để weight bằng 1 thì nó sẽ chia đôi ra, chia đều. Đó. Và các bạn thấy cái này này nó sát quá với hai bên. Thì các bạn phía trên này các bạn để cái layout ở ngoài cùng này nè. Các bạn để cái padding. Padding để khoảng 8 dp. Đấy, nó sẽ đỡ bị sát, nó đỡ xấu. Được chưa ạ? Nó đỡ xấu. Hai anh này các bạn không muốn sát nhau thì các bạn để cái margin. Một margin thôi. Mà không thôi để cũng được, chả sao đâu. Không để cái margin ra là nó đẹp à. Đấy, cái layout như vậy là đã tạm ổn. Cái layout như vậy là ok. Được chưa? Rồi, đó là cách các bạn làm layout nhé. Nó hơi dài ha, nhưng mà có điều kiện tôi sẽ có thời gian tôi sẽ chỉ tiếp, nhưng mà thôi cái này ta sẽ đi vào cái code ha. Rồi. Bây giờ cô sẽ gọi nè. Từ cái thêm sách, từ cái quản lý sách này, click chuột vào cái nút này nó sẽ nhảy sang cái thêm sách nha. Đấy. Đây. Ở đây các bạn đã thấy là có cái tham chiếu nè. Tham chiếu là floating button. Thì ta click chuột vào đây thôi. But floating insert. Đây, floating insert. Các bạn nhấn click. Set on click. Chấm set on click listener. New on click listener. Đấy. Ok. Và khi ta xử lý code, viết gì thì ta viết ở trong này. Chưa ạ? Đây. Cái đồng đấy nó tự sinh ra nhá. Khi các bạn gõ, các bạn enter cái thì nhóm này nó tự sinh ra. Thành ra các bạn đừng có gõ từng cái một ha. Enter cái nó ra sinh ra. Tôi làm lại nhá. Đây. Cái này chấm nè. Set on click listener. Đấy. Nhìn cái này. Enter. Sau các bạn new cách một cái, các bạn gõ on click, lập tức các bạn enter, các bạn click chuột vào đây nè. Đó, nó sẽ sinh ra một mớ code này. Đấy, đừng có mà đi gõ ha. Ok.
Rồi bây giờ cô sẽ viết cái code để cô chuyển từ cái activity này sang activity kia. Cô nghĩ là chuyển từ cái quản lý sách sang thêm sách. Thì ta sẽ phải viết, phải tạo intent. Để nhảy từ activity này sang activity kia thì ta sẽ phải tạo intent. Intent y sẽ gắn bằng new intent. Intent thì ta nhập hai đối số. Đối số thứ nhất là cái quản lý sách activity.dit, cái này là context. Đối số thứ hai nó là cái class các bạn định nhảy nhảy tới là thêm sách activity.class chấm phẩy. Và ta dùng cái phương thức là start activity, đưa cái intent vào thì nó sẽ nhảy sang. Rồi bây giờ chạy nha, chạy lại nè. Chờ xíu ha. Chạy lại. Chưa xong nữa. Nghe tiếng gì không ta? Lỗi gì, lỗi gì? Trời ơi, nó khởi động lại Android luôn. Ghé đâu? OpenGL. Cái này làm cái map nó bị lỗi à? Thằng này bực chưa? Nó khởi động lại Android cô luôn à? Chưa? Chờ xíu ha các bạn. Làm cái map nó bị đùng cái gì ấy. Rồi, dấu cộng đẹp đẽ nha. Click vào dấu cộng này. Mở ra, ok chưa? Rồi. Vụ tay. Alo. Có gì không các bạn? Ha. Ok, đồng bớt đỡ lắc. Bớt rồi đấy. Có ai chưa được điểm danh không? Kính nhân cô ơi. Tên gì? Tên Tài. Cái gì Tài? Trí Tài. Trí Tài hả? Trí Tài cái nãy là điểm danh chưa? Chưa cô. Chưa hả? Trí Tài. Ok. Rồi, cảm ơn cô. Ok. Đấy các bạn, cô mải dày cô hay quên lắm, cho nên các bạn phải nhắc nha. Các bạn phải nhắc. Ok. Lân lân. Lân ơi. Tiếp nha. Bây giờ nè, cái này quan trọng nè. Cái này quan trọng nè mấy đứa. Là cái spinner này nè, là cô phải đổ dữ liệu của cái loại sách ra. Giống như các bạn có sinh viên thì có lớp học á, thì phải sinh viên thuộc lớp nào thì tôi nhập sách. Tôi phải biết là tôi nhập sách của cái loại sách nào, đúng không ạ? Đấy, cho nên tôi phải đổ vào spinner. Cô sẽ hướng dẫn cái này.
Đấy, các bạn cô hướng dẫn cái này. Dạ. Làm dùng can nước đá. Làm dùng một can nước ly nước đá. Rồi, bây giờ ta sẽ hướng dẫn spinner nhé các bạn. Đây. Để hướng dẫn spinner thì ta làm ở bên thêm sách. Đây. Đây ta sẽ tham chiếu tới cái thêm sách spinner. Spinner đây. Mã loại sách đúng không? Ta có là spinner. Spinner. Đấy, spinner loại sách. Đó, ta tham chiếu tới nha. Spinner loại sách sẽ gắn bằng file view by id r.id .spinner. Rồi. Rồi, xong bây giờ ta sẽ đổ dữ liệu vào đây thì ta đổ như nào các bạn nhìn nào. À, cô sẽ coi như cái dữ liệu spinner có rồi. Đây, ở trong này ta nói là dữ liệu loài sách đã có, gồm mã loài và mô tả đúng không? Thì tôi sẽ đựng cái dữ liệu này nè. Dữ liệu mà có sẵn là tôi sẽ đựng ở trong cái array list giống như cái này. Tôi sẽ để nó trong array list giống cái này. Đây, tôi sẽ để trong array list giống cái này. Nhưng thay vì sách thì cái này sẽ là loài sách. Ok, ta sẽ vào đây. Ta sẽ đựng là array list. Cái này thay vì sách thì ta để là loại. Loại sách. Ok. Và cái này cái danh sách loại sách sẽ gắn bằng new array list. Ok, xong chưa? Rồi, bây giờ ta add cái dữ liệu vào. Tức là ta coi là có sẵn thì người ta add thêm vào thôi. Ta có là danh sách loại sách. À, chấm add new loại sách. Ta thêm hai đối số là, tắt bớt cái này đi nha. Đây. Sách của ta mô đồ nè. Loại sách thì có mã loại và mô tả. Mã loại là cô để là chuỗi nha. Thì cô để là ví dụ như là văn học. Văn học. Tên loại là mô tả là gì đó, sách nói về văn học chẳng hạn. Ok. Rồi ta copy cái này. Cô để khoảng 3 cái loại. Là cái thứ nhất là văn học, cái thứ hai là công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin. Đó, công nghệ thông tin. Cái này là xã hội. Xã hội, ok. Đấy, đã dữ liệu giả sử có sẵn như vậy rồi. Đúng không ạ? Cái mờ mờ này nè, là nó tự sinh ra nha các bạn. Các bạn nhìn, các bạn đừng có gõ mấy cái này. Mà những cái này mới là cái gõ thôi. Cái này nè, là những cái tự sinh nè. Đấy, nó đi gửi nhớ cho ta thôi. Rồi, bây giờ cô sẽ phải làm cái đổ cái dữ liệu này vào. Thì đổ dữ liệu này nó rất đơn giản, là ta dùng cái adapter. Đó, array adapter. Array adapter. Đó, adapter sẽ gắn bằng new array adapter. Chưa? Đây. Và cô sẽ để là cái context là thêm sách. Activity.dip. Cái style của nó là cô để là Android. Android
chấm r r chứ r chấm android ấy khoan ủa cái gì ta tự nhiên adapter r chấm layout chấm chấm không phải cái này nha android sao nó có ra ta r chấm android layout Android Array Adapter Array Adapter ok thêm sách Deep Android ê bị lỗi gì ta R chấm layout chấm đây tại sao không nó không nhắc ta nếu mà list view thì nó ta chọn cái này nếu ta để spinner thì ta sẽ phải chọn cái spinner đây ở dưới này nó có này simple spinner item ta chọn cái dưới này nè à tự nhiên nó không nhắc cái bực ghê ta rồi phải ta đưa cái danh sách ta đưa cái danh sách loại sách vào đó và ta sẽ xét spinner loại sách chấm set adapter đó ta đưa cái adapter vào ok rồi bây giờ ta chạy lại nha các bạn này ta chạy lại trở lại ha trở lại xem dữ liệu đổ vào đây không rồi add nha add nào rồi các bạn thấy nó đổ ba cái này nhưng cái này nó đổ là object nha các bạn như thế này thì không được như thế này thì đổ object thì tôi không biết được là tôi đang cần cái gì thì các bạn chỉ cần vào đây các bạn sửa cái này các bạn vào cái module loại sách này nè các bạn viết thêm cho cùng cái hàm nữa là hàm toString cái hàm toString này thì các bạn lưu ý là cái hàm này là cái hàm override à, nhưng các bạn nhìn thấy là không có kế thừa các bạn học kế thừa rồi đúng không không kế thừa cái gì cả thì làm gì có override đúng không thì cô giải thích chỗ này nè bản thân một cái lớp bất kỳ khi các bạn khởi tạo nó ra thì nó ngầm định kế thừa một cái đối tượng đó là đối tượng object à kế thừa một đối tượng gọi là đối tượng object được chưa đây cái lớp object là lớp cha của mọi lớp và cái toString này nằm trong lớp object nè tôi click chuột vào toString nè đây đâu rồi javalang object ok toString đây thấy không nó sẽ nhảy tới là string nè toString nằm trong lớp object nè thấy không đấy bây giờ ta sẽ viết lại cái này thôi ta viết lại cái này thôi các bạn muốn return cái gì thì nó ra cái đấy vì tôi muốn return là mã loại sách thôi à cô sẽ return là mã loại sách đấy các bạn muốn return cái gì nó ra cái đấy bây giờ chạy lại nha
thì nó chỉ hiển thị cái mã loại sách thôi. Đấy, trong cái spinner. Spinner nó không hiển thị như này nữa mà nó chỉ hiển thị mã loại thôi. Các bạn chỉ cần viết thêm cái này thôi, không cần phải viết lại cái adapter cho anh này nữa. Không cần phải viết adapter. Đúng không ạ? Tại vì nó là một cái spinner đơn giản thôi. Ok. Rồi. Ok, nhấn thêm mới. Thấy chưa? Hiển thị nè, văn học, công nghệ thông tin và xã hội. Đây. Các bạn muốn hiển thị thêm cái gì đó nữa, số thứ tự hay cái gì đó nữa thì tùy các bạn. Tức là sau này muốn hiển thị thông tin chỉ cần viết lại cái hàm này thôi là ok. Đó, rất đơn giản. Rất đơn giản nhá. Xong. Vậy cô vừa đổ xong một cái spinner. Ok chưa? Đúng không ạ? Và lưu ý nè, trong spinner này nó hiển thị là hiển thị mỗi cái này, nhưng bản chất mỗi cái item này nó lại là một cái object nhá, một cái object nghĩa là bản thân nó chứa rất nhiều thứ ở trong đó. Ok. Rồi. Bây giờ ta thử thêm nhá. Bây giờ ta cô sẽ thêm kiểu nhập mã sách, ví dụ như là S0001, tên sách là HTML đúng không? HTML 5. Nhập ngày xuất bản là khi nãy trong kia ta ép kiểu, cái kiểu của nó là 2001 tháng 02 ngày 11, ví dụ như vậy. Loại là ta sẽ để ví dụ như loại là loại công nghệ thông tin, thì có thêm 10 một cái thì nó sẽ đóng cái này lại. Được chưa? Nó đóng cái này lại. Và nó mở ra cái list view và dữ liệu này được cập nhật lại trong list view. Hiểu ý không? Đấy, ta phải làm như vậy. Thì bây giờ ta xử lý như sau. Trong cái hàm thêm mới. Đây, thì lúc button khi click thêm mới ta viết một cái hàm đúng không? Xử lý. Đó, ta lấy các cái dữ liệu này. Ta sẽ xử lý làm sao? Ta add vào ArrayList. Add vào ArrayList. Được chưa? Đó, đóng cái này và add vào ArrayList. Đấy. Thì bây giờ các bạn nhìn nha. Cái xử lý này á nó sẽ phức tạp hơn một tí so với xử lý về cơ sở dữ liệu, tại vì cơ sở dữ liệu là các bạn có một chỗ trung gian để các bạn lưu trữ, nhưng mà cái này bây giờ các bạn không có chỗ trung gian để lưu trữ mà các bạn muốn cập nhật lại cái ArrayList thì các bạn sẽ có phải có cách ha. Cho nên cô sẽ giảng từ từ. Ok. Bây giờ cô sẽ sửa cái này, đóng lại nè, chưa cần thiết nè. Cô sẽ sửa vào thêm sách. Ta sẽ tham chiếu tới các cái thành phần của view. Một là cái mã sách đúng không? Đây. Edit text mã, edit text mã sách. Rồi cái này nữa, cái gì nữa tên sách, edit text tên sách, tên đi, mã tên, edit text tên, edit text ngày và cái spinner. Rồi ok. Rồi button nè, ta có hai cái button, ta cũng tham chiếu luôn. Cái button là button thêm, button hủy ha. Ok. Tham chiếu rồi thì ta cũng phải dùng file body đi. File view body thì bây giờ như này nhá. Nếu mà viết vào đây nó nhiều quá, cô sẽ tạo một cái hàm là method private void init. Tức là để khởi tạo initialize, khởi tạo những cái gì cần khởi tạo tôi quăng vào đây. Ok. Tương tự ai 3 4 5 6, ta có 6 cái thành phần, 6 cái view.
người ta sẽ có là edit text mã. Cái này là edit text tên, edit text ngày, button, thêm, button hủy. Rồi ta sửa lại tham chiếu này đi ha. Cái này là txt mã sách, txt tên sách, txt ngày xuất bản. Cái này là button n thêm, đúng không? Button n nhập lại. Ok, xong hết lỗi. Và tao gọi cái hàm init ở đây. À, gọi cái hàm init ở đây thôi. Đấy, thì nó đỡ rồi. Tao viết một đống ở đây nó rồi lắm các bạn. Đấy, init cô viết ở đây. Xong, được chưa? À, cái sau này khởi tạo cái gì cũng thêm vào đó. Đó. Ở đây cũng được, mà viết ở trên cùng cũng được. Đây. Đây, cô có thể viết ở trên cùng. Viết ở trên cùng. Sau cái, nhớ là sau cái set content view nè. Là viết trên set content view là lỗi á nha. Tại vì chưa có set mà. Ok. Rồi, xong khi ta tham chiếu tới các thành phần xong rồi thì bây giờ cô sẽ viết cái hàm để xử lý cái button thêm mới ha. Button thêm mới thì ta sẽ có viết cái hàm xử lý. Các bạn có thể viết riêng cái hàm ra xong gọi vào cũng được, hoặc là viết chung cũng được ha. Ta là có button thêm chấm cũng set on click listener y chóc như vậy, không khác cái gì. New on click listener, các bạn enter cái path, được chưa? Đấy, nó sẽ sinh ra một đống code, thấy chưa? Kệ nó nha. Rồi bây giờ nè, ta sẽ là phải làm cái thao tác là ta lấy 1, 2, 3 giá trị này, được chưa? 4 giá trị ở đây, được chưa? Ta sẽ add vào ArrayList. Mà ArrayList bây giờ tôi có đâu, tôi đâu có cái ArrayList nào ở trong này đâu. Tôi phải add ngược lại vào cái ArrayList này, được không? Tôi add ngược lại thêm vào cái ArrayList này, xong tôi refresh anh này để anh trả về cái danh sách, cái adapter. À, vậy có hai cách để làm. À, nhắc luôn nha. Đây, các bạn là nếu xử lý cái này các bạn sẽ có hai cách để làm. Có hai cách để các bạn add dữ liệu nè. Dữ liệu nè. Ok. Cách 1. Cách này đơn giản nha. Ta set cái biến danh sách này là biến toàn cục, nghĩa là cô sẽ để cái từ khóa static ở trước. À, khi cô để cái biến này để static thì anh này cũng nhìn thấy, và anh này cũng nhìn thấy được cái biến static, hiểu không ạ? Và khi tôi cập nhật biến static thì bên này cập nhật thì bên này nhìn thấy cũng cập nhật theo. Có nghĩa là cái biến này tôi để biến toàn cục thì tôi để chỉ từ khóa cái static vào, và ở bên này tôi cập nhật trực tiếp vào. Cách này dễ, được chưa? Cách thứ hai tức là xét biến danh sách là static. Cách hai, cách này thủ công hơn, khó hơn, nhưng mà nếu các bạn hiểu cách này thì các bạn hiểu được cái logic xử lý. Ok. Đây, giả sử như cô sẽ cách hai sẽ làm như sau. Ở bên thêm sách này, cô sẽ lấy bốn giá trị này, cô đóng gói nó thành một cái object, đúng không ạ? Được chưa? Đấy, lấy bốn giá trị, lấy bốn giá trị. À, bên cái thêm mới, à, tạo ra một cái object. Object là sách, sách, được chưa? Sách cần thêm á, được chưa? Sau đó cô gửi ngược nó lại, cô gửi cái object sách này đây, cô sẽ gửi cái object sách bên này. Khi cô nhấn thêm mới một cái thì cô gửi cái object sách này sang, gửi cái object này đâu, thụt xuống mà thôi,
cái này rồi, gửi cái object này sang cái anh này back. Đấy, sang anh này, gửi cái object sách sang đây, à sang đây, và bên này sẽ lấy cái object đấy add vào cái biến danh sách, gửi ngược cái object sách sang sang cái lớp là quản lý sách, và sau đó add thêm vào biến ds danh sách, chưa? Cô sẽ gửi ngược lại các cái thông số bên này, cô gửi ngược sang cái quản lý sách, lấy quản lý sách đấy, cô add lại vào đây và cô refresh, được chưa? Đây. Rồi bây giờ nè, cô làm cách một trước, sau đấy cô demo ngược lại cách hai, thế nha. Nhưng mà nếu các bạn làm cách hai á, thì các bạn sẽ hiểu về cái xử lý các cái biến ở trong cái activity hơn nha, xử lý các cái vòng đời của activity, ok, dễ hơn, hiểu kỹ hơn. Cho nên chỗ này cô sẽ phải giải thích kỹ, thành ra các bạn chịu khó mất thời gian một tí nha, học cơ bản mà, học cơ bản cho nên là phải giải thích. Quay lại cái. Ok, có ai ý kiến gì không? Ok cô. Để lao xíu cô ơi. À Xuân Dương. Android layout simple item. Ok. Giải lao hả? Ok, giải lao đi các bạn. Đuổi tiếp luôn hả? Mấy ông này. Ok, tiếp. Rồi. Tiếp thì tiếp. Rồi, Xuân Dương thì là muốn giải lao. Còn ông kia thôi. Tiếp luôn đi. Ok. Rồi, bây giờ cũng mất thời gian đấy. Tiếp nha. Cô sẽ làm cách một trước nào. Cô sẽ biến để cái biến này biến static. Được chưa? Cô sẽ ở bên này, cô sẽ lấy nè, ok, cô sẽ lấy 4 giá trị ha, 1, 2, 3, 4, à, 4 giá trị như sau, cái giá trị mã đầu tiên là string, mã gán bằng edit text mã chấm get text chấm to string, ok. Chỗ này không to string nó bị lỗi ấy nha. String tên gán bằng edit text tên chấm get text chấm to string. Cái này có thể copy cho nó nhanh. Đấy. Cái anh này vướng một cái ha. À. Đấy, cái này sẽ là gì ạ? Date cái này là ta để là java.util chứ được không phải là java.sql nha. java.util tên sẽ bằng edit text tên to, xong các bạn phải ép kiểu một cách. Cái này là ngày, cái này phải ép kiểu nha, ép kiểu nè. Thì các bạn qua đây, các bạn vào cái simple format, các bạn ép kiểu nó thành cái này. Ok, pattern để ép kiểu. Các bạn có thể đổi pattern nha. Nhưng mà thôi, ta lấy cái pattern này. Các bạn muốn đổi pattern nào thì là tùy các bạn ha. Đấy. Cái này pattern có là 5 tháng ngày. Các bạn có thể đổi lại là đây đây, măn măn, ye ye ye, xẹt 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 cũng được. Ha. Đấy, nó ép kiểu như vậy. Ok. Rồi, các bạn ép kiểu thì ở đây các bạn để là SDF simple date format chấm patch chuyển từ text string sang date, đúng không ạ? Patch string patch. Anh này sẽ lỗi bởi vì anh cái này là bắt phải là
jacket, để trong jacket, cho nên chỗ này các bạn có thể để jacket ở đây. Jacket. Cái này là gọi là error handle hay là exception handle. Cat exception. AX, ok. Đấy, trong cat này xử lý gì thì xử lý sau. Ok, nó sẽ hết lỗi ha. Ngay rồi, bây giờ spinner. Spinner thì là như này các bạn à. Cái lấy spinner nó có một vấn đề như này này. Thì khi các bạn lấy spinner thì nó không lấy ra chữ văn học đâu, mà nó sẽ lấy ra cái object. Object. Hoặc là tôi lấy ra cái công nghệ thông tin, nó lấy ra cái object. Thì ta sẽ có là loại sách. Loại sách sẽ gán bằng ép kiểu thành loại sách nha. Nhớ ép kiểu không thì nó lỗi ha. Đấy, spinner loại sách chấm get get selected. Select đây. Get selected item. Get selected item. Được chưa? Đó. Vậy tôi muốn lấy cái mã. Tôi muốn lấy cái mã thì ta sẽ có là string mã loại sách sẽ gán bằng loại sách chấm get mã loại sách là xong. Ok. Đấy, nó phải đi thêm hai bước này. Bước này là lấy đối tượng, lấy ra lấy object từ spinner. Còn cái này là lấy dữ liệu, lấy cái mã loại từ cái loại sách, cái object loại sách, đúng không ạ? Ok. Rồi ta lấy được 4 đồng chí rồi. 1 2 3 4. Ta đẩy vào nó là ta đưa nó vào cái object sách. Sách gán bằng s gán bằng new sách. Rồi ta đẩy 4 đối số vào mã tên ngày mã loại sách. Xong. Rồi. Ta xong nhiệm vụ thứ nhất là ta lấy 4 cái dữ liệu này, ta đẩy vào cái object sách. Đó, object sách. Cũng object sách. Xong, nhưng bây giờ ta lại set biến này static thì đây. Ok. Cũng làm tương tự như vậy. Sau đấy ta sẽ set biến này là static. Xong ta thêm vào thêm cái object sách vào cái danh sách trực tiếp luôn. Ok. Bây giờ tôi thêm cái danh sách trực tiếp luôn. Ok. Thêm danh sách trực tiếp nào. Danh sách đây. Ta sẽ lấy là tên của class chấm danh sách. Tại vì nó là để stick cho nên ta lấy tên class chấm trực tiếp luôn. Quản lý sách activity chấm danh sách, thấy không ạ? Chấm add. À, cái add vào. Thêm trực tiếp luôn. Tức là của anh này khai báo bên này, để static thì anh bên này cũng nhìn thấy được luôn. Hiểu không ạ? Add thêm vào đuôi. À, xong đó tôi finish ông này luôn. Finish, kết thúc anh này luôn. Đấy, tôi kết thúc luôn. Thêm xong tôi kết thúc luôn. Đấy, thêm xong kết thúc. À, nhưng mà anh này anh chưa làm được cái gì đâu nha. Thêm xong kết thúc thì anh này không chưa làm được gì. À, để test để môi các bạn coi nè. Thêm thì thêm vậy thôi, chưa làm được gì đâu. Bây giờ bên này muốn refresh á, muốn refresh lại anh này nè, thì bên này lại phải như thế này các bạn à. Bên này trong cái hàm onCreate nó lưu ý nè, cái hàm onCreate nó chạy một lần đầu tiên thôi. Bây giờ khi các bạn tắt, các bạn muốn chạy lại cái anh muốn refresh lại dữ liệu, muốn refresh là cái list view này nè. Thì các bạn phải viết ở trong hàm resume, onResume. OnResume. Đây. OnResume.
Ok. Trong cái on resume này các bạn viết cho cô. On resume này các bạn viết thêm cho cô cái adapter. Adapter cô đâu? Adapter. Sách adapter. Adapter là cái này nè. À. Adapter này chấm set notification, notification data set trên. Đó, phải refresh ông này thì nó mới chạy ha, còn không nó không chạy đâu. Rồi, chạy lại nè. Tức là phải refresh nó cái nữa. Có hiểu không? Nhiều hả? Một buổi kiến thức nhiều quá ha. Mời thêm thôi nha, chưa sửa xóa nha. Đấy. Một buổi kiến thức quá nhiều. Ok. Chạy chưa? Rồi ok, chạy á. Rồi bây giờ cô thêm nha. Này nó focus cái này. Đây, insert nè. Đây cô thêm đại đi ha, 11 tên sách 11. Ngày nè, ngày thêm đúng không nó? Nó lỗi ạ. 02 11. Đấy cái này cô để là công nghệ thông tin. Đấy. Thêm mới nha các bạn. Thêm mới. Nó phải finish nè. Ủa, khoan. Nó phải finish chứ. Đâu, locate. Đây, khoan nha, thêm mới thì nó bị lỗi gì. Nó finish chưa ta? Đây sao nha. Cái thêm mới nó finish. Button thêm. Ok, bây giờ cô khác thử xem nó có bang vắng nó lỗi gì không nha các bạn. ax.printStuckJS. Tức là để cô xuất ra cái lỗi. Nếu có thì nó sẽ vắng lỗi ra. Để có lỗi nó vắng lỗi. Nhìn là không thấy. Nó vắng. Rồi, coi nó vắng lỗi gì nha các bạn. Một một, tên sách 11. Ngày nhập là 2000. 11 tháng 11. Cái này là công nghệ thông tin. Rồi, thêm mới nha. Đây, vắng lỗi thấy chưa? Đây, pass date format nè. Ủa? Hình như cô bị nhầm. Cô bị nhầm cái gì các bạn? Date 111. Nhầm gì nha? Đây, cô bị sai đây, thấy không? Edit text gì ạ? Ngay. Thấy không? Copy mà quên sửa này các bạn. Đấy, nó vắng lỗi ngay. Mà bởi vì cô không để trái kết cho nên là ở trái kết này cô không thông báo, cho nên khi nó văng lỗi á, nó không báo, nó chỉ có biết lỗi, nó dừng, nó không thực thi thôi, nó không báo lỗi, nó không văng ra. Cho nên các bạn chỗ này in ra mới biết mình bị lỗi gì ha. Hay không? Ok. Đấy vậy thôi. Đó là cách các bạn xử lý lỗi ha.
thêm nhá. Đây, lại nè, 1111 2000. Đấy, sai format thì nó lỗi ngay, thấy không? Đấy, cái này cô để là công nghệ thông tin. Cô thêm mới nha các bạn. Đấy, chờ nhá, action nè. Thật. Đấy, thêm vào chưa? Ok chưa? Đấy, thêm cái nữa nè. Rồi. Cái này nó dễ hơn ha. 22 22 2 0 0 0 đấy, 1 1 2 2 đó. Cái loại thứ ba là xã hội nè, thêm mời cái bạc. Ok, ê nó bị gì em mấy đứa ơi, đó thấy chưa, 22 22 xã hội là công nghệ thông tin nè, cái văn học kỹ thuật là cũ của nó nè. Ok, đồng ý chưa? Ok. Đó là cách thứ nhất. Bây giờ chạy lại chương trình nó mất hết dữ liệu nè, tại vì dữ liệu cô fix mà, nếu mà database thì nó vẫn phải còn nha. Chạy lại từ đâu nè, đấy là nó mất ạ. À. Ok, bây giờ tao sẽ làm cách thứ hai. Cách thứ hai, cái này cô sẽ không để static, không để static thì cô sẽ comment nó lại ha. Đây, hoặc là cô cùng lắm cô sẽ làm cái danh sách khác. Đây, cái này cô sẽ khai báo cái biến như này. Cái này mà cô không để static thì bên này nó lỗi ngay, nó lỗi ngay, thấy chưa, nó không truy xuất được, nó lỗi. À, nó không truy xuất trực tiếp như vậy được, nó không làm cách này được, cho nên cái này nó cũng không làm được. Comment cái này lại. À, ta sẽ làm cái này các bạn. Cách thứ hai, cách cách này nó dễ hơn nhiều đúng không? Cách này nó dễ hơn nhiều nhưng mà các bạn sẽ không hiểu được cái luồng xử lý của nó. Bây giờ ta sẽ nói cái luồng xử lý ha. Bây giờ như này nhá. Cô sẽ cũng làm như cái trước, cái này cô giữ nguyên. Bây giờ cô gửi cái sách này quay lại cái quản lý sách. Nghĩa là tôi phải gửi cái dữ liệu này sang bên này phải nhận được. Vậy ta sẽ phải sửa như sau. Một là lúc cô nhấn cái start activity này nè, cô từ quản lý sách lên cái thêm sách. À, thì cái này cô sẽ vẽ ra một chút cho các bạn nhìn nha. Đây, cái pen. Đấy, phải trổ tay hội họa một xíu. Vẽ hơi xấu. Đây, ổn không? Ổn không các bạn? Đây, đây là cô có một cái activity quản lý sách đúng không? Đây nè, đây cô sẽ có một cái activity thứ hai là activity thêm sách, được chưa? Đây, cái này là quản lý sách, đúng chưa? Cô nhấn một cái nó sẽ sang cái nhảy sang cái thêm sách, thêm, được chưa? Ok, thì khi cô nhảy nhấn như này á thì lưu ý cho cô như sau này. Khi cô từ cái vị trí này sang vị trí này thì cô dùng cái intent, cô dùng cái intent, được chưa? Cô chuyển từ activity này sang activity kia. Ok, thì cơ chế làm việc của activity như sau. Cái anh này nó không mất đi mà anh quản lý anh sẽ bị đè. Ctrl Z. Anh quản lý này anh sẽ bị đè, tức là anh quản lý sách nằm đây. Và anh activity kia, anh activity 2 thêm nó sẽ đè lên, nó sẽ chồng lên, được chưa ạ? Đấy, thì anh mà quản lý này thì được gọi anh parent, anh cha, còn anh thêm này anh sub. Hai anh này có mối liên hệ với nhau. Khi cô đóng cái anh thứ nhất, khi cô đóng cái anh này cô đóng, cô đóng bằng cách là dùng câu lệnh finish, thì cái anh này nè,
anh quản lý sách này mới được mở lên. À, ok, tự động mở lên. Và khi mở lên thì nó sẽ chạy cái hàm là hàm resume, sự kiện on resume. Còn on create chỉ chạy một lần duy nhất trong đời thôi. À, tức là cái hàm on create này chỉ chạy duy nhất một lần đầu tiên. Còn khi nó đang ở chế độ là on pause, tức là bị ông khác đè lên, tức là khi cô mở quản lý sách, cô nhấn cô mở ra cái thêm, thì quản lý sách nằm dưới, nó cơ chế là stack nạp chồng ha, quản lý sách nằm dưới, thêm sách sẽ nằm trên. Thì khi đó quản lý sách ở chế độ gọi là on pause, tạm chờ, à tạm ngưng chứ tạm tạm dừng chứ nó vẫn hiện hữu, đúng không ạ? Và anh trên này anh đang hiện hữu là anh đang đang active này, được chưa? Thì khi cô đóng cái này thì anh dưới sẽ được mở ra, anh dưới mở ra, anh dưới mở ra thì nó sẽ không gọi cái on create, nó không thực thi on create nữa, mà nó sẽ thực thi on resume. Cho nên những cái code nào mà các bạn muốn cập nhật dữ liệu từ cái trạng thái on pause, thì các bạn muốn làm cái gì đó thì các bạn phải sửa trong on resume. Các bạn mà để code ở trong cái on create là nó không chạy đâu, đúng không ạ? Nó không chạy. Ok, được chưa, hiểu không ạ? Rồi tiếp tục cho các bạn nhé. Thì các bạn từ cái quản lý sang cái thêm thì các bạn phải dùng cái hàm gọi là start activity. Thì nếu như quản lý sang thêm mà các bạn sang xong quay về không cần nhận lại dữ liệu nữa thì cô chỉ dùng cái start activity thôi. Còn nếu như cô muốn từ quản lý sang thêm, rồi khi cô đóng cái thêm, cô muốn lấy cái dữ liệu của thêm trả về quản lý ha, muốn lấy cái thêm trả về quản lý, tức là muốn lấy cái thêm này nè, muốn lấy cái này trả ngược lại cái quản lý sách, thì khi đó các bạn không phải start activity bình thường nữa, mà các bạn phải dùng cái hàm thay cái hàm này, thay cái hàm này bằng cái hàm là start activity for reason. Start activity, activity for reason. Đây. Ok. Đấy nha, lưu ý nha, nếu mà muốn một đi không quay trở lại, tức là một đi không cần nhận dữ liệu trở lại thì tôi dùng cái start activity. Còn nếu muốn một đi mà tôi quay lại nhận dữ liệu trở ngược lại thì tôi sẽ làm for reason. Nó gồm hai đối số, đối số thứ nhất là cái intent, đối số thứ hai sẽ là một cái mã, mã code. Mã này là kiểu số nguyên, các bạn đặt cái gì cũng được. Cái này để làm gì? Để tôi phân biệt, nếu như tôi từ một cái activity tôi ra nhiều activity khác thì tôi biết là cái nào quay về. Nếu từ quản lý này thêm thêm, từ quản lý này sang cái khác, sang sửa, sang xóa gì đó, thì tôi sẽ biết là à tôi đang từ cái nào trở về. Thì nếu cái này là tôi để là 999 thì tôi à hiểu là à tôi đến cái thêm. Thì sau này từ thêm quay trở về thì tôi chỉ cần kiểm tra cái request code là 999 là được, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Xong nha. Rồi bên này thì làm sao? Như nào? Bên này là cần phải sửa cái thứ nhất là cái này, được chưa? Còn bên thêm sách thì cần gửi, gửi lại thì gửi như nào? Khi gửi lại thì ta cũng dùng cái intent. Ta cũng tạo cái intent để đựng dữ liệu. Y gán bằng new intent. À, tuy nhiên cái này không có đối số. Tại vì tôi chỉ cần đóng cái này thôi, từ đầu nó sẽ mở cái anh kia. Tôi chỉ cần đóng và anh ấy tự mở. Tôi không cần phải nhảy tới anh kia nữa. Có nghĩa là tôi không cần phải 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 khai báo là từ cái tôi đang đứng mà nhảy sang cái khác, tại vì từ cái tôi đang đứng tôi đóng cái thì cái kia tự mở ra, thành ra cái intent này tôi không cần. À, rồi tiếp ha, bây giờ cô sẽ gửi dữ liệu đi, đúng không? Dữ liệu là intent, tôi sẽ add dữ liệu này vào intent để tôi gửi đi. Intent, intent chấm put extra, đây put dữ liệu nè, đây cô sẽ put extra, đây serializable nè, thấy không, tuần tự hóa. À
Tại sao phải là tuần tự hóa? Bởi vì cái dữ liệu của tôi không phải là dữ liệu đơn, không phải là một biến đơn, mà dữ liệu của cô là object, cho nên là cô sẽ put một cái object. Thì put extra này thì cô sẽ để đầu tiên là cái key, cái khóa là cô để là sách chẳng hạn. Và cái value, value chính là cái s. Rồi. Bây giờ nhìn nhá, cái này cần phải sửa này. Nhìn nào, nó lỗi đúng không? Nó lỗi. Bởi sao lại lỗi? Cái này là gửi object từ file này sang file kia, tức là các bạn làm việc object. Thì các bạn lưu ý cho cô là sửa một chút. Cái này bạn nào không coi kỹ clip là khó làm ha. Sửa một chút ở đây. Trong cái mô đồ sách. Tôi đang gửi cái sách mà, trong mô đồ sách. Tôi phải implement cái serializable. Serializable. Ok. Thì các bạn thấy là ở trong thêm sách này nó hết lỗi. Được chưa? Đấy, khi gửi dữ liệu là object thì các bạn phải tuần tự hóa. Tuần tự hóa. Rồi, khi cái đấy các bạn sẽ có là gì đấy ạ? Ok, gửi rồi, bây giờ ta sẽ put extra. Rồi, bây giờ ta sẽ coi là result. Result. Set result. Đây. Set result. Ta set kết quả nó về. Đúng không ạ? Set result này. Ta sẽ để là gì đấy ạ? Cái mã code, result code và cái intent dữ liệu này. Set result. Cái này set kết quả trả về ha, set result kết quả trả về nè. Cái mã code cái đấy là result. Ok. Đấy, nó trả về kiểu in đấy. Rồi, hai là cái data intent của ta. Xong đấy là finish. Kết thúc. Thấy chưa? Thấy cái này khó hơn đúng không? Nhưng mà nếu bạn nào mà làm theo cái này thì các bạn sẽ hiểu logic của nó khi các bạn chuyển dữ liệu, chuyển qua chuyển lại dữ liệu ha. Sau này có thể các bạn có nhiều lúc không áp dụng nó, nhưng mà ít ra các bạn cũng đã làm rồi. Các bạn nếu có lỡ gặp lại nó thì các bạn cũng hiểu. Chứ còn một số bạn hoặc là một số cách làm mà bỏ qua cái này á thì các bạn sẽ hiểu không hiểu về cái logic và không hiểu về các cái sự kiện ở trong cái activity ha. Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ lấy lại dữ liệu như thế nào? Bây giờ nha. Nếu như cái này là gửi bằng set result thì bên này phải nhận thông qua cái gì? Có cái hàm để nhận nó, cái sự kiện là on activity result. Đây, ông này. Ghê chưa? Đó. Rồi. Cái này thì nó xóa cũng được, không xóa cũng không sao, cứ để đấy super, tức là gọi cái cha của nó thôi. Đây, nó có sẽ có ba cái mấy cái tham số như sau này các bạn nào. Cái intent data này nhận chính là cái dữ liệu mà các bạn gửi từ bên này sang. Và ta phải lấy thông qua cái key. Đó. Hai là JSON code. JSON code nó chính là cái này. Đây, JSON code. Ba là request code là cái này. Được chưa? Rồi, tôi sẽ kiểm tra như sau. Nếu cái request code mà bằng 999 và cái result code cái này mà bằng ok, result ok đấy, thì có nghĩa là đúng là tôi đã lấy dữ liệu từ cái thêm sách quay ngược lại, biết đâu tôi lại có một cái khác thì sao, đúng không? Đây. Được chưa? Bây giờ ta sẽ lấy dữ liệu đây nè. Được chưa? Intent là data nè. Được chưa? Tôi sẽ lấy dữ liệu nè. Cái này nó sẽ là, có phải là ta trả về cái sách đúng không? Rồi, cô sẽ lấy như sau. Sách S gắn bằng, cũng ép kiểu ha. Sách. Rồi, cái này là data. Chấm get. Cái kia là put extra. Thì cái này là get serializable.
Có không? Extra. Được chưa? Tuần tự mà ta đưa cái key này vào. Cái key này ta set bên này vào. Sách. Ok. Rồi, ép kiểu lại. Rồi bây giờ tôi ép nó vào cái danh sách này. Được chưa? Danh sách chấm ẹt. Chấm ẹt. Cái ad này vào thôi. Đấy, ta gửi sang cho ta ad, đúng không? Ta gửi nó quay ngược lại và ta thêm vào biển danh sách. À, sau đấy ta notification luôn. À, set trên luôn cái anh này. Để nó cập nhật lại. Ok. Đấy, cái này để đây cũng không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới nha. Ta adapter này, ta notification cái data set trên này lại. Ok, cập nhật lại nha, chạy lại nha các bạn. Rồi, khi chạy lại là dữ liệu nó mất nè. Để chạy lại nha. Cách thứ hai nè. Cách thứ hai mặc dù dài hơn. À, nhưng mà cô cố tình nói để các bạn hiểu về cái logic của nó, cho nên các bạn chịu khó một tí ha. Chịu khó. Còn thực ra sau này các bạn làm database á, thì các bạn có thể cập nhật trực tiếp lên database. Ok. Chờ một tí nha. Rồi, new. Đây nè. 1111 2000. Đấy, 0111. Đấy, cô để cái khác đi, công nghệ thông tin. Thế mới. À, khoan. Từ từ. Cô finish rồi. Tại sao nó lại mở ra cái này? Nhầm cái gì không? Tại cái này không có lỗi rồi. Cô finish rồi, tại sao nó mở ra cái này? Ok. Nó nhập rồi nè. Nó nhập rồi. Finish rồi. Tại sao lại nó mở ra cái kia? Có nhầm cái gì không ta? Cộng nè. Lại ha. Ok, 22 22 2002 02 22. Ok. Văn học. À, khỏi. Xã hội. Hình như có bị bấm hai lần à. Rồi ok, thêm mới. Cái này cô bị bấm nhầm hay sao? Ok chưa? Ổn không? Hiểu không? Hiểu cách làm chưa? Xem lại mới hiểu quá. Nó hơi bị nhiều kiến thức đúng không? Nhắc lại ha, nhắc lại xíu nè. Nhắc lại xíu nha. Cách thứ nhất thì dễ lắm. Cách thứ nhất là set cái biến này static. Được chưa? Ở bên này thì ta chỉ cần lấy các cái giá trị từ cái field thôi, trường dữ liệu vào. Đúng không? Nhập nó vô cái thằng sách. À, cái này là liên quan đến đối tượng đấy. Nếu bạn nào học Java kỹ thì các bạn sẽ biết cái này. Các bạn new một cái đối tượng mới. Đúng không? New một đối tượng sách mới. Và dùng cái constructor nó để add cái đối tượng đó thôi. Cái câu lệnh này nè. Cái câu lệnh này là câu lệnh là tạo đối tượng. Tạo đối tượng sách. Tên là tên đối tượng, tên là S. Đó, tạo đối tượng thôi. Và ta add đối tượng này vào cái danh sách. Tại vì anh này để static mà, cho nên tôi chỉ cần lấy là tên của class chấm xong add cái nó vô. Thì cái static này khi áp dụng khi nào? Sau này các bạn làm mà cần một cái biến mà dùng chung cho tất cả hệ thống ấy thì các bạn sẽ dùng nó. Tôi lấy ví dụ như này. Khi các bạn đăng nhập vào hệ thống thì cái biến mà của người dùng đăng nhập phía ngoài á các bạn phải được lưu trữ lại. Và khi các bạn vào trong nó phải duy trì trong suốt quá trình các bạn làm việc. Để tôi biết là tôi đang là ở trong section của tôi đang làm việc với cái account của tôi. À, khi nào thoát thì cái giá trị đấy nó mới được clear thôi. Thì cái account của tôi này thì nó là account biến toàn cục, tức là nó dùng trong toàn suốt hệ thống luôn. Thì thông thường làm việc với Java, cô sẽ để cái này là biến static, static user. Ok. Đấy, lợi hại của static như vậy. À, nhưng mà lợi bất cập hại, nó lại có một số vấn đề nhá. Cái này nói sau.
Ok rồi và khi cô add vào đây rồi á, cô finish đóng lại thì biến ở bên này nó sẽ tự động cập nhật, nó tự động cái biến danh sách này cập nhật. Cập nhật thì cô chỉ cần notification, nó notify data set trên nó thôi, là cái adapter nó sẽ tự động nó refresh cái adapter và nó sẽ gọi lại on resume. À, tại vì cơ chế hoạt động các bạn biết rồi nhé. Khi cái anh này đè, anh thử hạ anh này đè trên anh này. Đúng không? Anh thêm này đang đè trên quản lý thì quản lý đang ở chế độ on pause, tức là chạy ngầm. Nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn đang chạy chạy ngầm. Thì anh thêm này đang đè lên thì khi đấy là anh thêm đang hoạt động. Vậy khi tôi đóng cái anh thêm này thì anh này mới được mở ra, anh quản lý này mới được mở ra, và khi mở ra thì hàm on resume này được gọi, được chưa? Ok, on resume gọi chứ on create không được gọi, cho nên tôi sẽ viết ở trong on resume, muốn viết gì thì viết ở trong này, được chưa? Tôi hàm notify data set change là hàm để các bạn refresh lại cái adapter, à refresh lại cái list view. Bởi vì sao refresh được? Tại vì cái danh sách này đã đổi rồi, từ 2 dòng nó thêm 3 dòng, nó thêm 4 dòng thì nó đổi rồi, hiểu không ạ? Nó đổi rồi thì các bạn phải refresh lại. Đấy, thì để refresh thì ta dùng cái hàm là notify notify data set change. Ok, đó là cách thứ nhất. Cách thứ nhất thì nó nhẹ nhàng vô cùng luôn, nó dễ, đúng không? Đấy, cách thứ hai thì nó sẽ phức tạp hơn, bởi vì liên quan đến khái niệm là cha con. Đấy, khi từ quản lý mà gọi sang thêm thì quản lý là super, còn thêm là sub, nghĩa là quản lý là cha, thêm là con, đúng không ạ? Nó có mối liên hệ với nhau. Nếu tôi gọi một đi không quay trở lại, nghĩa là tôi gọi từ quản lý sang thêm và khi tôi đóng cái thêm, tôi không cần lấy bất kỳ một cái dữ liệu nào từ thêm sang bên này, thì tôi dùng là start activity bình thường. Còn nếu tôi muốn nhận dữ liệu từ thêm này và gửi ngược lại cái quản lý, tức là gửi ngược lại cái quản lý này đây, thì khi đó tôi phải dùng cái hàm là start activity for return. Đây, khi tôi gọi thì tôi phải dùng cái hàm start activity for return. Cái hàm này sẽ có 2 đối số, một là intent, hai là cái request code. Request code này các bạn tự đặt, đặt bao nhiêu cũng được, nó là kiểu in. Cái request code này để nhằm các bạn phân biệt là giả sử từ cái quản lý này tôi có thể nhảy sang một cái activity khác thì sao, hiểu không? Đâu phải là activity này đâu, tôi có thể nhảy sang một activity khác, hiểu không ạ? Đấy, thì mỗi cái thì tôi để một cái request code khác nhau. Cái này tôi để 9999, cái này có thể để 3333, để là tôi nhận biết là tôi đang ở từ cái nào quay trở về, từ cái nào quay trở về để tôi xử lý code cho đúng ha, hiểu hiểu ý không ạ? Đấy, thì đó là nhiệm vụ của request code, được chưa? Rồi, ở bên này tôi cũng có cái dữ liệu của tôi. Dữ liệu của tôi. Bây giờ cái dữ liệu này, à cái dữ liệu này tôi không có add vào đây nữa, mà dữ liệu này tôi sẽ set cái kết quả trả về. Thì để set kết quả trả về thì cô cũng phải tạo cái intent để đựng cái dữ liệu. Nhưng intent này là intent rỗng. À, intent bên này á là để tôi chuyển cái điều hướng, tôi chuyển từ quản lý sách sang cái thêm sách thì tôi phải dùng cái intent có 2 đối số. Nhưng mà intent này thì tôi không cần phải nhảy tới đâu cả, mà tôi chỉ đựng dữ liệu thôi, tôi đơn thuần là đựng dữ liệu thôi, thì tôi để không có đối số, được chưa? Và khi đấy cô sẽ gửi cái dữ liệu vào, tôi dùng cái put extra để vào cái intent. Và put extra này là tôi put extra cái object, một cái đối tượng, một cái biến thì dễ, một cái đối tượng thì bản thân cái đối tượng này nè phải tuần tự hóa, tức là phải implement cái serializable. Nếu các bạn quên cái này nó sẽ báo lỗi, à khi cái đấy coi là sao bị quên ha. Đấy, lỗi là viết liền, đúng không ạ? Rồi sau đó các bạn sẽ set cái kết quả, và cái set result là có result ok. À, đó là cái JSON code ha, và cái dữ liệu của ta intent, và sau đấy finish đóng nó thôi, tự đóng. Khi tự đóng anh này thì anh kia nó sẽ mở,
Từ đóng anh này thì anh quản lý nó sẽ mở thôi. À, và khi đấy quản lý nó sẽ nhận kiểu gì? Quản lý sách nó sẽ nhận kiểu gì? Nó sẽ nhận dữ liệu thông qua cái hàm là on activity for result. Nó có ba cái đối số này. Và ta chỉ cần viết code để nhận thôi. Ta kiểm tra nếu request code đúng bằng 999. Result code là result ok, tức là ok ổn. À, không có lỗi. Thì tôi sẽ lấy cái sách này thông qua cái data này, nó gửi về đây này. Đây, tôi add kiểu thành sách. Và có tôi có đối tượng sách ở bên kia gửi về rồi, thì tôi add vào danh sách. À, đầu tiên là tôi add vào danh sách trực tiếp bên này. Bây giờ tôi lại add danh sách bên này. Và khi add danh sách thì có phải là dữ liệu đổi không? Dữ liệu thay đổi thì tôi notification nó, notify nó. Data set trên cái để nó cập nhật lại cái adapter. Là xong. À, và dữ liệu ta được cập nhật hết. Ok. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không mấy đứa ơi? Ôi, coi là chữ in đi mạnh nhưng còn rất là hiểu, nhưng mà chủ yếu là phải xem lại nhiều. Lý trí tài á? Cô mở. Ơi, sao em? Cô mở lại cái im đi mạnh á cô. Ờ. Lý tài điểm danh rồi mà. Cái gì em? Mở chỗ im li mà lại coi cái chữ đó cái con. À, ok. Ai chưa được điểm danh cô điểm danh nha. Có ai chưa được điểm danh không? Hôm nay implement nè. Serializable. Serializable. Ok. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Ok. Có ai cần điểm danh không? Không, hết rồi đúng không? Rồi. Up cái này lên đúng không? Dạ cô up lên với cô. Ê nhớ subscribe my channel nha. Quảng cáo quá trời. Nhớ subscribe. Subscribe chớ nó. Đây con, để cô. Cô